xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe chuyện ngắn Nhớ Mùa của tác giả Tống Phú Sa qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng. quần sắn ngang bẹn, lội bị bõm trên thửa ruộng đã sang màu vàng óng. Ơn giời, năm nay lúa ngậm đồng sớm, hạt chắc mẩy, nâng lên nghe nặng chịu tay. Lão vắt chiếc áo ngang vai để mặc cho ánh nắng châm chích trên da thịt. Lão thè lưỡi nếm mùi vị của những cơn gió trườn tới từ bên kia sông. Tự nhiên lão thèm cảm giác mặn đót, thấm rượt trên khóe môi thâm xỉ, mốc véo. Lục lưỡi lão thấm mặn vị chát ấy cũng là khi trời gắt nhất xoa xoa hai bàn tay to bè lấm láp bùn đất lên vạt cỏ lão ăn liền năm bát cơm uống cạn ca nước lá rồi úp mặt nằm bên vệ đường đánh một giấc thật sâu lão khỏe như vâm bệnh tật chán lão mặt đi không gì công phá được tấm thân màu đồng hun chắc rắn ấy lão gắn bó với đồng đất này từ khi vừa mới nứt mắt biết ngồi cha mẹ đã đặt lão trong chiếc cũi tre bên ruộng lúa Miệng ngậm chặt chiếc ti giả bằng lá chuối Lớn một chút Khi cu vẫn lòng thỏng chưa che Lão đã theo đám trẻ bắt châu chấu Chiều xuống Mặt trời xa thấp Tròn như chiếc bát úp Lúa gặt nhòn thành từng vuông nhỏ Ấy là lúc thích hợp nhất Để lũ trẻ tìm bắt châu chấu Lão thấp đủn đũn Nhúng nửa thân mình xuống lớp bùn đen sánh đặc Mỗi khi chụp hụt Một chiếc cánh xanh béo mỡ cái đầu cáu cợn của lão trượt xước trên mặt bùn thơm nưng nức ôi chao cái mùi nưng nức sánh vị mật ong của hoa chim chim cái mùi như thể mùi da thịt mồ hôi của mẹ mà thằng cu con là lão hít hà hàng đêm khi trời sâm sấp bầy trẻ đen nhẻm xoa hai bàn tay lên vệ cỏ nhóm lửa những sâu châu chấu dài được rút ra từ từ nướng vàng bưng trên đụn rơm cháy loe cả mép trong khoảng không gian ngọt lử hương lúa chín, châu chấu bén lửa dơm dạ, thơm ngầy ngầy, tứa nước miếng. ấy thế nên, lão mê cái vị mặn chát nơi đầu lưỡi, mê cơn gió chiều rười rượi từ sông tràn về, mê cả cái nắng như châm chích tận cùng thịt da. Cả đời lão ăn xương mặc nắng, nhưng vẫn không hết nghèo. Bà đứa con gác bút đều bươn ra thành phố. Thằng cả làm công nhân giày da cho một công ty liên doanh, thằng hai phụ bán hàng trong một quán cơm bình dân đứa út năm nay 17 tuổi, mới chân ướt chân giáo lên thành phố, chưa tìm được việc làm nên phụ anh chợ búa và bán trà đá vào ban đêm. Không đứa nào chịu ở nhà, thay lão việc đồng áng. Mà cả làng lão, nói không ngoa, giờ chỉ còn người già, còn trẻ nhỏ. Đám thanh niên chíp hôi lớn lên là đi, đi, không cần biết đi đâu, chỉ cần thoát cảnh đi sau lưng trâu bò và lội bì bõm trong đám bùn sình đen. lão phục dang rộng hai cánh tay hít hà mùi lúa chín thơm ngọt lưỡi. trong làng ai cũng bảo lão hâm. người đâu mà cứ xoắn lấy đất bùn. nông thôn bây giờ sáng sáng người ta ới nhau đi bộ đánh bóng bàn đánh cầu lông kẻ dùng rình điếu thuốc lá thơm dắt tai ngồi chéo chân trên bộ ghế đá trưng giữa sân. tiếng nước trẻ rót ra ly kêu tong tõng Mỗi khi, lão phăm phăm cây cuốc trên vai, chúi mặt xuống đường ra ruộng, kiểu gì cũng có tiếng nói dốc, nói rỉa theo. Ôi dào, thời buổi ung thư nhiều hơn bạc lẻ, giờ còn ngồi với các bác, chứ biết đâu ngày mai ngày kia ngồi sau đĩa xôi con gà. Tội gì chưa mở mắt, đã đồng với cả án. Những lúc như thế, lão phục vờ như không nghe thấy, lão cố đi thật thẳng, bước thật nhanh để ào xuống nơi có thể vục nửa thân mình trong đất bùn mát lạnh. Thế nhưng, hai bàn chân với những ngón to bè trói ra như quả chuối ung, lội bùn pham pham, không quen sạch sẽ, không quen quốc dép, lại chậm chạp, vụng về khi đi trên những đoạn đường bê tông, láng, bóng. Vì vậy, những lời khó nghe và không nên nghe cứ vèo vèo bay vào tai lão, khiến lão vô cùng khó chịu. Chiều nay tâm trạng của lão không được vui. Lão vừa cãi nhau với vợ. Mà vợ lão hồi này quá quát thật. Ngày trước đâu có thế. Một điều mình, hai điều mình. Không bao giờ dám cãi. Vậy mà khi đầu hai thứ tóc lại dám ngang nghiêng mắng lại lão. Lúc đầu còn nhỏ nhẹ. Rồi dần trống nạnh đứng giữa sân. Nói như để cho cả làng cả nước nghe. Tôi là tôi nói cho ông hay. Tôi không kham nổi ngần ấy đồng đất nữa đâu vì nghe theo ông, chiều theo ông mà bao nhiêu năm nay, nhà mình vẫn cứ nghèo rớt, không sám nổi cái gì ra hồn. Chiếc nón trên tay quạt phành phạch, miệng thở như lò kéo, mái tóc bạc gần hết bung ra, dối bết trên tấm lưng đã bắt đầu gù xuống. Bà ngồi chùy ra bậc tam cấp, lát bằng gạch nung, mòn vẹt. Ông tính xem, còn ai giữ ruộng như nhà mình nữa không? Bà Lam bà tính ngay cuối ngõ kia kìa, mỗi tháng vị chi kiếm được hơn năm tạ lúa. Hơn năm tạ đấy. Mà ông biết họ làm gì không? Họ rửa bát, họ dọn ban, họ trông trẻ thôi. Giọng bà the thế, chanh chua hơn cả những kẻ bán tép bán tôm ngoài chợ. Bà nói một mạch, xui cả nước miếng, nói không để lão kịp phản ứng. Mỗi lần như thế, lão lặng thinh, chịu trận buồn bã xách cái điếu cày ra đồng đứng ngập hai bát chân trong bụn lúc ấy lão cảm giác như có bàn tay mềm mại vuốt ve khiến nỗi ấm ức dịu xuống đúng là đồ đàn bà cái đồ không biết trước biết sau cái đồ lão hậm hực rủa thầm sao bà không nhớ cái ngày chân ướt chân giáo về làm dâu cái thủa cơ hàn cơm độn khoai cũng không có mà ăn đồng đất không đủ chia lão phải khai hoang đám đất ngoài nghĩa địa mỗi lần đánh châu xuống đồng khi đất đã tơi mịn cũng là khi lão bắt được cơ ma nào cá chê những chú cá đen nhẫy hai ngạnh sắc ngọt dương ra sẵn sàng ứng chiến lão được xem là kẻ sát cá nên từng con từng con một nhanh chóng chui vào oi những chiều hời như thế cả gia đình năm người tha hồ suýt xoa nồi cá kho sôi lịch trịch, mùi khế, mùi cá, quẹn trong mùi khói dạ nồng ấm. Ba đứa trẻ cùng mụ vợ lão díu gian, xì sụp bên chiếc mươn đặt cạnh đống than đỏ rực. ấy thế mà bây giờ bà ấy phụ. Đổ vấy vì lão, vì đồng đất mà vợ chồng bà mãi không khá được. Lão phục, vục tay xuống bụt. Cả gương mặt thô rắn của lão nhòe trong ánh sáng vụn vỡ những mảnh nhăn nhúm cong veo trên đồng đất màu đồng hun chiều xuống dần trên cánh đồng vàng rực trải ngút dài tận chân trời tít tắp vợ lão dọn cơm chiều không hiểu để nịnh chồng hay bắt đầu một câu chuyện mới mà có hẳn một cút rượu trắng đĩa chuối xanh kèm rau diếp cá và một chân giò luộc như nóng hổi trên chiếc mươn đã lên nước bóng loáng Bên thềm con mực liếm liếm cái mũi ướt mềm, rồi thè lưỡi thều cả nước miếng. Khi Lão Phục nhấp ngụm rượu, với tay chấm miếng giò trong đĩa muối trắng trộn chanh ớt, đuôi con mực ngoáy tít lên. Vợ Lão e hèm, dẫm chân, dọa con mực, nhìn Lão nhỏ nhẹ. Ông nó à, tôi nghe nói con bọ hung gạt tuốt liên hoàn đã được thằng tư con Lão Thinh đưa về tối qua. Nhà mình ở giữa xóm mà xem chừng thông tin mù tịt. Nghe nói hồi đêm người già trẻ con cả xóm chạy sau con bò hung khổng lồ ấy xem nó tuốt lúa. Ai chả chả, chỉ nghe nói thôi mà đã khiếp. Một ngày nó nuốt cả trăm xào chứ chẳng chơi. Mà nó nuốt rồi ấy, coi như ruộng sạch trơn. Mùa sau chỉ cần dùng dính là có lúa để ăn. Vợ lão ngồi trổm hỗn trên ghế, vừa kể vừa gấp thức ăn lên bát cho chồng đáp lại lời bà chỉ có tiếng nghiền nghe doàn doạt vợ lão nhẫn nhịn hạ giọng giờ mình tính sao hả ông lão phục nuốt miếng chuối xanh nghe đánh chót trong cổ họng lão ngừng ăn gác ngang đôi đũa trên bát cơm còn lưng lửng nghe chừng ý của mình có vẻ không xuôi vợ lão chợt chống đũa rợm người trên ghế tôi nói cho ông biết nhé làng trên xóm dưới bây giờ người ta thuê hết thuê cày cấy, thuê gặt tuốt, thuê cả xe chở lúa về tận nhà, chẳng ai còn dại mà sấp mặt xuống ruộng. Bé bằng vòi nước, như con bà Lan cuối xóm, ngày cũng kiếm đủ cho con mẹ nó, cây cả sao ruộng. Ông cứ thế này thì... Nói đến đó, mắt bà chợt ngân ngấn nước. Ô hai con đàn bà này, chẳng phải mụ vừa rợm người qua bóng lão, chẳng phải mụ vừa đay xa xả vừa giết gióng nó sao ức ừ quá thì lão rủa thầm cho hả chứ lý nào lão mềm lòng trước nước mắt của đàn bà nhất là đàn bà cùng giường với lão lão phục bỏ mâm cơm đứng lên ra bàn nước lão bắn liền ba điếu thuốc làm lão phủi phui lời vợ nói trong tiếng rít xồn sột của ông điếu hơi thuốc phả ra hai lỗ mũi ám trên mái đầu rối bù rồi vênh váo phết một đường cong như dấu hỏi lên trần nhà thô cạch với hai hàng cầu phong dây mẹn mốc mối. Vợ lão lùi cùi dọn chén đĩa. Tiếng bát va, tiếng thỉa muỗng lóc sóc cho thấy nỗi ấm ức đang bám giết lấy bà. Thầy kệ! Lão phục áo vắt vai, quần xà lòn bước ra ngõ. Trời đất có dịu đi, nhưng cảm giác vẫn rất ngột ngạt nóng bức. Nông thôn mới nên đường bê tông, đường bê tông hấp nhiệt cả ngày, phả ra hơi nóng hầm hập. Người dân khắc phục bằng hàng rào xanh, đường hoa, ngõ hoa nhưng vẫn không làm giảm được cái nóng lên đến 40 độ. Vò cái áo vặn như vỏ đỗ, lão phục đi ra đồng. Chỉ có ở đồng, lão mới không khó chịu bởi cái nóng hầm hập ụp vào người của thứ bê tông bỏng rát kia. Lão ngồi trên bãi cỏ, nghe tiếng côn trùng giết những âm thanh của kẻ đang ngây ngất trong men tình. Gió từ bờ sông ràn rạt thổi về, nghe rõ mùi vị mặn mặn nơi đầu lưỡi, cái vị mặn của mồ hôi xưa kia của lão. Dâu chân của lão từ khi mới bé bằng muối bưởi, cho đến lúc bè ra như cái quạt, ken dày nơi đồng đất này. Đầu lão cũng cảm thấy hơi thở phập phồng quen thuộc của chính mình. ấy thế mà mấy năm nay, bao cảnh khiến lão thấy gai mắt, trướng tai, lại cứ tự diễn ra. Sáng sáng, thay vì đánh trâu ra đồng, người ta túm tụm uống nước chè, tán chuyện gẫu. Rồi những đôi chân với móng chân, gót chân, đầm màu bùn thân thuộc, được tuốt, duỗi rồi sơn lên trên chết đỏ. Nhìn cái cảnh, thợ làm móng, quỳ dưới chân, rũa rũa tô tô, lão phục ức không chịu nổi. Thế thì khác chi cảnh người trên kẻ dưới, khác chi cảnh mà Lão đã từng nhìn thấy trong những nhà ông này bà nọ ngày xưa. Mà đách phải thế, là thế sao được khi con mẹ nhà hân nghèo rớt, cầm xào, khua từ đầu nhà đến cuối nhà không một tiếng động, ấy thế mà cũng dám gách chân cho người ta mài mài rũa rũa. Còn nhà thằng Duẩn, ngay đầu xóm, cao vút tận trời, trong nhà sắm xanh, từ tivi 38 inch đến máy lạnh, nhưng cả vợ và chồng đều làm nghề đồng nát, nhặt nhạnh từ lon bia đến sấp giấy loại, bán mặt đường nhựa từ sáng đến tối, quanh năm hít khói xe tải xe khách. Ôi dào, thời buổi bây giờ chả biết thế nào mà lần, không nói đâu xa, chỉ loanh quanh cuối ngõ đầu ngõ như cái xóm nhà lão mà đã có đến năm sáu kiểu sống, kiểu kiếm tiền. Kẻ giàu nứt tường nứt sân thì tham lắm việc, thì nhìn thấy tiền đổ sống đổ chết nhào vô. Như cái nhà thằng Duẫn kia, năm lần bảy lượt té xe dập cả bánh tre, đi vèo cả hàng tiền đạo nhưng vẫn bám giết cái nghề kinh khủng ấy. Lão Phục thấy chướng, mà bây giờ cứ bước ra khỏi ngõ là lão ước không chịu nổi. Đàn ông không có xu dính túi thì rảnh ra ngồi nói như tướng thánh. Đàn bà thì sợ nám ra ám bùn, trốn lên phố, Là những việc ít nắng ít mưa. Lão nuốt khan trong họng. Mà cha bay chứ, ai đời người làm ruộng mà lại không bám chân trong bùn đất, ai đời đi ở đợ rửa bát trông trẻ chạy bàn để lấy tiền thuê người cầy cấy, mà không thấy nhục à. Mà nói quả không ngoa, lão không đi đổ sắt, đổ thép xuống chân, thì mụ vợ nhà lão cũng đã cẩu bay lão lên phố rồi. Trong cuộc giảng co quyết liệt ấy, lão cũng không tự vỗ ngực là mình toàn thắng, hai con trâu lão đã phải chịu nhún bán mất một con. Lúc đầu lão kiên quyết không, nhưng mụ vợ quắc mặt. Ông khùng vừa thôi, làng trên sóng dưới người ta chuyển đổi hết cả rồi. Trâu nuôi cả năm rồi, dùng sức có mấy ngày mà lại có những hai con. Bây giờ nông thôn mới, người ta kêu mình phải chỉnh trang nhà cửa, chuồng trâu nằm trình hình trước sân, coi làm sao được. Trước đòn đánh dai dẳng và quyết liệt của vợ, lão phải chịu nhún một phần. Lão bán con trâu bạc, bán mà lỏng rưng rưng, mất mấy tuần. Khi lái trâu dắt con vật ra khỏi chuồng, nó ngước mắt nhìn lão, chân lừng khừng. Lão vỗ vỗ vào hai bắp vế, mang ách của nó, giọng đắng đót. Tao không còn cách nào khác, mày đi, đi. Hiểu ý của lão, con vật gạc gặc đầu, lầm lũi bước đi, trong tiếng giống của con còn lại. Rồi lần lão dắt con trâu đen ra đồng, vừa quàng ách chạy chưa được ba đường cày vợ lão ở đâu lù lù đứng bên bờ ruộng lúc đầu bà ta đứng lặng nhìn lão làm khi nắng bung đầu thì bà chạy ra giữa ruộng làm toáng lên nhà người ta ới một tiếng máy chạy xình xịch ới tiếng nữa lúa mọc xanh đất ông có sức thì ra đại lý bán xi măng của thằng hải cò ngoài thị trấn mà bốc vác một buổi chiều đủ tiền thuê cày cả năm trời ông biết không lão nổi khùng tấp vào bờ tháo mũi trâu đập cho nó chạy. Bà thích thì bà đi mà làm. Hải cò hay hải sâm, ông đây cũng thầy kệ. Ông không phải đi ở đợ cho bố con thằng nào. Nhục! Lão dợ miệng, định văng một câu tục tiễu, lão muốn chửi vung lên cho thỏa mãn những ấm ức bao ngày. Nhưng lão kìm được. Nghĩ cho cùng, bà ấy cũng vì lão, lo cho cái thân già của lão. Nhiều bận vợ lão nhắc khéo, rằng đầu ông bới Tùm lung lên, khó tìm được sợi, còn đen. Sức không còn như ngày trai tráng. Tham nó vừa thôi, không ngã quỵ ra đấy. Kệ bà ấy chứ, lão chẳng sợ. Sức lão ấy à, còn bằng mười lũ thanh niên ăn trắng mặc trơn, ẻo là, ẻo lẻo. Lão cá rằng, ở cái tuổi này, lão đủ sức phăng phăng trên đồng đất cả ngày không biết mệt. Hít hà cái mùi ngầy ngậy, ngai ngái của bùn đất. Lão có cảm giác như hai lá phổi của lão nở căng đâu như trên phố. Hít vào là nghe sặc mùi khói xe, hơi thở nặng chỉnh trịch. Gió từ sông ngàn phố chấp chửi tràn qua, mang theo vị ngọt của nước. Lão Phục quăng mình xuống bãi cỏ, áo gấp bên đầu. Lão nằm thẳng đơ, cố để hơi thở thật nhín trong lồng ngực. Ôi chào lão nghe rõ lắm. Tiếng dế gọi bạn tình dỉ giả ngay bên người lão. Một chú dế mèn lưng bóng láng, lưng cong khùm, bộ cánh dài rung rung theo điệu hát. Tiếng hát dỉ giả tan loang trong bầu không khí thơm nồng dịu dịu. Lão Phục nhắm mắt, giấc ngủ đến với lão, nhẹ như lão đi dăm bảy đường cầy. Bất giác, lão nhoẻn miệng cười. Nụ cười trở cả mùa màng, làm sáng bừng cả gương mặt mùa đến lão phục nằm trên giường cả người mỏi nhừ như có ai dần miệng đắng ngét đầu nóng hâm hấp cơn gió độc chiều qua quá ác quật lão xuống ngay trước hôm gặt lão nghe tiếng dép loẹt quẹt tiếng chổi che khua trên sân gạch lúc nào cũng sạch bong tiếng bà vợ nhỏ to với bác hàng xóm nghe câu được câu mất thì em cũng đã nói trước với ông nhà em rồi, nhưng mà cái đầu ông nhà em ấy cứng hơn cả cối đá thanh. Bữa nay lão nằm liệt giường, nên em quyết, máy chạy nhà bác xong, đến lượt ruộng nhà em. Vèo một cái, kêu xe chở tuốt về nhà. Bác tính, một tháng cô lành cô Hương dọn bàn cho quan bún trả, làm việc bốn tiếng buổi sáng được những năm tạ thóc làng mình bây giờ đổ lên phố hết người có sức thì bốc vác chạy hàng người không dư giả cho lắm thì chạy bàn vặt lông gà lông vịt bán nước mía kem ly vợ lão vừa nói vừa thít thả trong miệng điệu bộ như đang đứng trước cỗ bản nghi ngút thức ăn ngon mà không phải trả một cắc một hào đồ đàn bà lão chửi thầm trong cổ lại cố dòng tai lên nghe mà em tính đợt này em cũng lên trên ấy xin một chân rửa bát hay là chạy bàn một tháng lương bèo lắm cũng dư giả cho công xá thuê khi mùa đến bây giờ máy móc hiện đại thế chỉ có ngu mới như lão nhà em lão nhắm nghiền mắt những lời lão nghe quen lắm đã bao đêm vợ lão tỉ tê về cái việc lên phố làm thuê thay cho đổ sức trên đồng đất của mình ấy mỗi lần nghe vợ nói lão lại gạt phăng đi. Nghĩ đến cảnh lom khom, bê đĩa lòng xào, đĩa rau sống, dạ dối dạ rít khi khách gọi. Nghĩ đến cảnh nhúi nhủi trong góc bếp, ăn vội ăn vàng đổ thừa theo để kịp chạy bàn. Nghĩ đến cảnh ngày mùa mà chân tay khô dọc, không lấm láp, không chảy mồ hôi, là lão lại giận sôi lên. Dẹp! Dẹp! Trong cái nhà này không có thuê mướn vợ lão im trơn nghe cái điệu dép loẹt quẹt trên nền gạch lão biết vợ lão không phục nhưng lần này có lẽ lão không thể cản nổi nữa rồi lão lật qua lật lại trên giường bản tính siêng năng tiếc công tiếc việc lại dư thừa sức lực giờ nằm thế này lão nghe như có kiến bỏ lão mở mắt nhìn chân chân lên trần nhà ký ức những ngày mùa chậm chậm lướt qua Ấy là những ngày nắng, heo hãi, vờn vợt trên những mái lá, những vòm cây, những ngày cánh đồng lúa thơm nưng nức, chảy vàng như một bức tranh rực rỡ. Những ngày mà người cầm cuốc cầm cày như lão, tự thưởng cho mình bát cơm sới đầy, có ngọn. Ấy là bát cơm được nấu từ thứ lúa, gặt ở khoảnh ruộng chín nhất. Những thúng lúa đầu tiên được trau phơi, giấm gầy sẩy sàng để rồi nặng tay vụt những vụt thật đầy, nấu hơi ráo nước, đốt thêm ít mồi dơm để có cơm cháy xém, bưng bắt cơm ngang miệng, kẹp thêm vài con cá bống kho tiêu, nghe mùi thơm dậy mũi của cơm gạo mới. Mùa đến, nghe bước chân rưng rưng vội vàng, nhà nhà náo nức dậy từ khi gà chưa gáy, tranh thủ gặt để tránh nắng, lúa chất thành đống chĩu hạt, người người ý ới gọi nhau, đổi công đổi xá, mượn bò mượn trâu. Cái đàn bà con gái được ưu tiên về sớm, tạt qua chợ mua thêm cân thịt mớ rau. Chợ ngày mùa, ai cũng vội, múa bán, thấm thắt, không kỳ kèo, không thêm bớt. Mùa đến, làng vui như chảy hội, tiếng xoành xoành của máy tuốt đạp bằng chân, rền vang khắp các lối ngõ. Châu bò ngẫy ngãng, no cành bụng, tránh nắng dưới những rặng tre xanh tốt. Trẻ con đầu trần, lội bì bõm trên các ruộng lúa đã gặt nhòn để bắt châu chấu thi thoảng gặp các bà già trẻ con đi nhặt lúa sót ôi chao cái ngày xưa ấy lão nghe đau nhói trong ngực nghe mà ruột xoắn từng khúc lão lồm cồm bỏ dậy khi mặt trời đứng bóng tay chân lão thừa thãi không biết nên làm việc gì vào cái buổi sáng khi mùa đến vợ lão đậy sẵn lồng bàn có bát cháo cá bốc khói lão nuốt không trôi lão bỏ dở bữa ăn sáng lộc tộc chạy ra ngõ vợ lão đã đạp xe đi từ lâu đằng xa lão nghe tiếng máy gặt chạy xình xịch lão đứng nép một góc nhìn những con quái vật liếm ngoạm cả vạt lúa to tướng rồi nó cong đuôi ra xả thải những đụn rơm lớn lúa chảy vào họng tràn vào những bì to đã đựng sẵn trên bờ đám người ngồi đứng lao nhau bọn họ nói đủ chuyện tầm phào trên trời, dưới biển. Nhiều bà tranh thủ đi bộ, đợi nhận lúa để thuê xe trở về. Đúng như mụ vợ lão nói, chỉ cần ấn nút là lúa về đến nhà. Máy gặt chạy trước, máy cày đã xình xịch theo sau, loáng cái, cả đồng đất rộng được lật sới, đỏ, ao. Lão nhớ đến lời vợ lão đây ôi giời ơi thời nào mà ông còn muốn con trâu đi trước cái cày đi sau ông làm mười ngày không bằng cái ấy nó phăm một buổi lão nuốt nước miếng đánh ực ừ. cục tức to bằng nắm tay cứ trượt lên trượt xuống nơi gần cổ của lão mẹ cha bay chứ máy phăm máy gặt chưa đến mà bay đã phủi cái nuôi bay bao ngày mà có nữa cũng phải è e lưng làm thuê kiếm tiền đút vào bụng nó không có xu mà đút vào ấy à. Còn khuya nó mới phăm, mới gặt cho. Lão nói khan trong cổ họng, lão giấm răng bứt rứt, vẳng tiếng vợ lão tỉ tê. Ông nghe tôi, mở cái tiệm hớt tóc nam hay bán nước mía, nhặt nhạnh tháng cũng được tạ thóc. Người ta làm ối ra đấy, làm từ lâu rồi, ruộng đồng, ông để đó, tôi lo. Mặt trời đứng bóng, tít đằng xa, từng đàn chim sẻ xà thấp díu gian. Trên bờ, xe tải chở lúa, nổ máy, nối đuôi nhau vào làng. Vợ lão loán xoắn, nói cười như ngô nổ. Loáng cái, hai xào ruộng nhà lão đã gặt xong, lúa chất gọn ghẽ trên thùng xe. Bà vợ thuận chân, leo lên buồng lái. Xe nhấn còi, phi khói, chạy tưng tưng trên đường, nội đồng, vừa đổ bê tông trơn láng. Chỉ còn mình lão phục bên gốc cây ngô đồng. Lão nhìn thân cây xù xì, gai nổi lên như đầu mụn. Đáng ghét là lão chửi cái mụ vợ nhà lão ấy, nhìn cái mặt mụ khi chui tọt vào khoang lái. Nó tưng tửng, nó hợm dị làm sao. Lão dẫm chân bèm bép, hai tay lão xoắn vào nhau kêu răng rắc. Đồ đàn bà, phải gió, đồ chết dâm, chết dẫm, ông thì... Chưa ấy, lão không về. Lão đánh một giấc đẫy mắt trên đồng đất còn nưng nức mùi lúa chín cả người lão như được ướp trong hương thơm sánh lịm. Lão úp mặt xuống đống rơm dạ mà máy gặt vừa phun ra, chưa kịp đốt. Ôi chao cái vị mật ong mùa chim chim, quyện nồng nơi đầu lưỡi, ngấm vào từng thớ thịt vòng căng, làm sống dậy kẻ trai vâm váp trong con người lão. Trong mơ, lão thấy con trâu bạc thè lưỡi dài, ấm nóng, phết lên đồng đất những sắc màu rực rỡ lão thấy vợ lão cun cút đội lên đầu bữa cơm trưa có cá chê đồng kho khế chân trần men theo bờ ruộng Ơi ơi gọi lão và trong sắc chiều vàng ửng hai mái đầu len khói chấp chới loang tan